chào buổi sáng chị Phương Liên. Xin chào buổi sáng chị Kỳ Hương. Chúc chị Kỳ Hương cùng quý khán giả một buổi sáng nhiều năng lượng. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình miền Tây hôm nay với khung giờ quen thuộc lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Mở đầu chương trình là một thông tin mà nhiều người quan tâm, đó là điều chỉnh giá xăng dầu. Trong kỳ điều hành vào hôm nay, dự báo giá xăng dầu bán lẻ sẽ tăng từ 1,3 cho đến 2,4%, chỉ riêng mặt hàng dầu mazut được điều chỉnh giảm. Cụ thể thì giá xăng E5 RON 92 sẽ dao động khoảng 21.323 đồng một lít, còn xăng RON 95 là 22.457 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel bán lẻ được dự báo có thể tăng 2,3%, dầu hỏa tăng nhẹ 0,6%, còn dầu mazut giảm 2,8%. Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính có thể tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng một ký, không trích quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa, không chi quỹ sử dụng bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần, gồm giá công suất và giá bán điện năng. Theo đó, EVN cần xây dựng lộ trình và đề xuất đối tượng khách hàng sử dụng điện áp dụng giá điện hai thành phần. Trên cơ sở đề xuất về cơ chế và lựa chọn đối tượng khách hàng áp dụng, Bộ Công Thương yêu cầu EVN nghiên cứu đánh giá tác động đối với việc thực hiện giá bán lẻ điện bình quân, cũng như tác động với các nhóm khách hàng sử dụng điện khi áp dụng cơ chế giá bán điện hai thành phần. Việc áp dụng giá điện hai thành phần sẽ đưa ra tín hiệu đúng cho cả bên sản xuất điện và bên tiêu thụ điện, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý. Hiện các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực bảo đảm hàng hóa ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024. Nhiều hoạt động kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa và diễn biến thị trường đã được ngành chức năng phối hợp thực hiện. Nhiều doanh nghiệp cam kết cung ứng đầy đủ hàng hóa, nhất là sản phẩm thiết yếu với giá tốt nhất, đồng thời chuẩn bị nguồn hàng dự trữ từ 20 đến 30% để đáp ứng nhu cầu mua sắm đợt cao điểm sắp tới. Các doanh nghiệp cũng phân phối hàng hóa đến từng đại lý, cửa hàng từ khu vực đô thị đến những vùng sâu và địa bàn biên giới. Hàng hóa được đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đã vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn dự trữ đầy đủ và có phương án đảm bảo không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người không khỏi lo lắng khi Tết đang đến rất gần. Và lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ tổ chức chợ qua Tết mà người bán được miễn phí toàn bộ tiền thuê mặt bằng điện nước. Đây sẽ là điều kiện giúp mặt hàng này giảm giá, tạo cơ hội cho bà con mua qua kiển vui sung. Theo đó, thì thành phố sẽ tổ chức chợ qua Tết Giáp Thìn 2024 tại quảng trường trung tâm 586, có diện tích khoảng 5 hectare, cặp sông Hậu nên rất thuận tiện cả về đường thủy lẫn đường bộ. Hiện nơi đây đang được gấp rút thi công thêm nhiều tượng các con vật trong cái cảnh nghệ thuật để kịp tiến độ khai mạc chợ qua Tết. Dự kiến từ ngày 19 tháng 1 nhằm mùng 9 tháng Chạp bắt đầu giao mặt bằng cho người bán qua kiển để chính thức hoạt động vào ngày 15 tháng Chạp. Chợ qua Tết năm nay kéo dài đến ngày 9 tháng 2 nhằm 30 Tết. Tuy nhiên, người mua bán qua kiển có thể trưng bày đến hết tháng Giêng. Hiện nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre vận động bà con mang các sản phẩm đặc trưng của thành phố cùng với nông dân các tỉnh thành lân cận trưng bày, buôn bán qua kiển để người dân có thêm điểm du xuân. Còn trong lĩnh vực y tế, thì mới đây Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SCS Cần Thơ đã can thiệp thành công bệnh nhân bị phình mạch máu não khổng lồ với kích thước lên đến 25 x 35mm. Bệnh nhân 69 tuổi, đây là lần thứ hai bà can thiệp túi phình sau 8 năm can thiệp lần đầu tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa khỏi. Trước đó, bệnh nhân bị đau đầu âm ỉ, muốn ói nên đi khám bệnh ở bệnh viện gần nhà. Chụp MRI ghi nhận túi phình với kích thước lớn lên thêm nên bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt stent chuyển dòng để thay đổi dòng chảy của máu và ngăn chặn túi phình dở ra. Đây là một trường hợp phình mạch máu não khổng lồ rất khó, nằm ở sâu trong não. Sau gần 3 tiếng, ekip bác sĩ đã xử lý thành công ca phình mạch máu não. Sau hơn một tuần theo dõi, bệnh nhân đã hồi phục tốt và hiện đã xuất viện. Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo có thể xem xét cho học sinh tiểu học mầm non nghỉ nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục. Nếu bắt buộc đi học thì cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc điều chỉnh thời gian học cho phù hợp.
Cục Quản lý Môi trường Y tế cho biết một số tỉnh thành đã bị ô nhiễm không khí có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Cơ quan này khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành để thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe phù hợp như đeo khẩu trang, thường xuyên dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm. Bên cạnh các bệnh hô hấp thì trẻ nhỏ cũng dễ gặp phải các vấn đề tiêu hóa. Trong năm 2023 thì bệnh khoa tiêu hóa của Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 800 ca viêm loét dạ dày tá tràng phải nhập viện điều trị. Hầu hết những trường hợp bị bệnh thì đều có các biểu hiện bất thường trước đó kéo dài, nhưng do phụ huynh chủ quan bỏ qua không đưa trẻ đi khám nên khi vào bệnh viện thì bệnh đã diễn tiến nặng. Nhiều trẻ được phụ huynh đưa đến viện khám trong tình trạng đau bụng kéo dài, da xanh xao, suy nhược. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm kiểm tra, nhiều trẻ bị viêm loét dạ dày tá tràng và phải nhập viện điều trị. Viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ thường có những biểu hiện như là đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn, ợ hơi, xanh xao, thiếu máu và có thể xuất huyết tiêu hóa. Trong thời gian đầu sẽ có những cơn đau nhẹ, có thể tự khỏi khi nghỉ ngơi, nên thường bị bỏ qua. Theo các nghiên cứu cho thấy, tác nhân gây nên bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là do nhiễm khuẩn HB Helicobacter pylori, chiếm khoảng 60-90% số trẻ bị viêm dạ dày tá tràng. Bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân khác như căng thẳng, stress, nhiễm trùng nặng. Các phụ huynh cũng cần lưu ý, không phải trường hợp nào trẻ bị nhiễm HB cũng có thể bị viêm loét dạ dày tá tràng. Để chẩn đoán viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em, thì phương pháp chính xác nhất vẫn là nội soi dạ dày tá tràng, và phương pháp này chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ. Trên cái nội soi dạ dày tá tràng này, chúng ta sẽ thực hiện những cái mẫu sinh thiết. Thứ nhất là để chúng ta làm một cái test nhanh để xem là có bị nhiễm Helicobacter pylori hay không, gọi là cái ure test. Cái thứ hai là chúng ta sẽ làm một cái cấy HB, tìm cái con vi trùng HB này và cái kháng sinh đồ dành cho cái con HB này luôn. Để cái đó sẽ giúp ích trong quá trình điều trị. Và cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ quan sát về mặt mô học, xem là cái mô này là mô viêm hay là có chuyển sản hay là có một cái gì bất thường về mặt mô học. Đồng thời trên cái mô học chúng ta cũng sẽ quan sát thấy được vi trùng Helicobacter pylori trên cái mẫu giải phẫu bệnh. Bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ. Để phòng tránh, hãy rèn luyện cho trẻ chế độ học tập và ngủ nghỉ điều độ, tránh tạo áp lực điểm số, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ. Bộ Y tế mới đây đã có công văn số 228 về việc yêu cầu tăng cường công tác khám, cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đảm bảo thường trực 4 cấp, các cơ sở tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Ngoài ra, các đơn vị cần có phương án đối phó với tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trong dịp Tết. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, khoảng 9 giờ sáng ngày hôm qua, tại khu vực mé sông Cửa Lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đã xảy ra một vụ nổ lớn, làm 3 người hành nghề thợ lặn tìm kiếm phế liệu mất tích. Các nạn nhân đều ngụ thị trấn Nam Căn, gồm Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Chí Hiếu và Tạ Văn Nhí. Tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng tìm thấy một phần chiếc giỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích. Chiếc giỏ lãi bị bể chỉ còn phần mũi, treo lủng lẳng trên cây đước. Gần đó là một chiếc bình hơi, loại thường dùng cho thợ lặn. Lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy nhiều mẫu vật dính trên cành, nhánh của cây rừng, được cho là một phần thi thể của các nạn nhân. Nguyên nhân gây nên vụ nổ vẫn chưa được xác định. Nhiều nhà dân cách vụ nổ chừng 700-800 mét. Sau khi tiếng nổ lớn phát ra, nhiều vật dụng treo trong nhà bị rơi xuống đất, nhiều tủ kính thủy tinh cũng bị nứt vỡ. Và trong chiều ngày hôm qua, thì chính quyền huyện Nam Căn đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình của những người mất tích. Là tỉnh có đường biên giới dài, tiếp giáp với Campuchia, An Giang được xem là địa bàn mà các đối tượng buôn người nhắm đến để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Và để lừa được người dân trong nước với chiêu thức việc nhẹ lương cao, thậm chí để bắt cóc tống tiền gia đình, thì các đối tượng phạm tội đã dẫn dụ nhiều nạn nhân sang Campuchia. Và những chuyến đi này, đi thì dễ, nhưng về thì rất gian nan, thậm chí phải bỏ mạng nơi xử người. Dắt díu nhau trốn chạy,
thậm chí là bơi qua sông để tìm về đất mẹ, bỏ lại sau lưng giấc mộng đuổi đời nơi xứ người. Thế nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để trở về. Xác định là địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng có liên quan, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý có hiệu quả tình trạng người Việt Nam xuất cảnh trái phép và các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Thì trong năm 2023 thì đã phát hiện và xử lý theo quy định là 169 vụ và 256 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và bắt giữ một vụ, một đối tượng về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Đặc biệt, đã khám phá nhanh một vụ 5 công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia, bị đánh đập, đòi tiền chuộc. Thì trong đó 4 công dân thì đã trốn thoát và nhập cảnh trái phép về Việt Nam và một người thì bị bắt giữ, sau đó là bị đánh đập đến chết. Mới đây trên đường tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sàng và Tô Văn Tây đang tổ chức đưa một người phụ nữ ngụ tỉnh Kiên Giang sang Campuchia trái phép. Đây là đường dây hoạt động trong thời gian dài, có sự cấu kết của các đối tượng ở Việt Nam lẫn ở Campuchia với nhiều thủ đoạn tinh vi gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới. Tôi biết tổ chức đưa người vượt biên trái phép là sai, mong nhà nước khoan hồng sớm về đoàn tụ với vợ con. Đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước khi sang Campuchia lao động thì hãy tìm hiểu kỹ, đừng vội tin vào những lời quảng cáo, những lời mời chào hấp dẫn của các đối tượng, nhất là ở trên không gian mạng. Rất mong bà con khi phát hiện các đối tượng đưa người trái phép hãy tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành chức năng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cũng cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình, tránh những mối hiểm họa khôn lường mang tên giấc mộng đổi đời từ bên kia biên giới. Bây giờ là thông tin dự báo thời tiết. Nam Bộ đã nắng khô liên tục nhiều ngày rồi. Không biết là hôm nay thì có xuất hiện các trận mưa trái mùa không chị Hồng Giao? Dạ vâng, chào ngày mới quý vị khán giả thân mến. Hiện tại thì chưa xuất hiện hình thế cây mưa nào cho Nam Bộ cả. Vì thế mà ngày hôm nay toàn khu vực vẫn duy trì thời tiết nắng ráo. Bên miền Đông thì có nền nhiệt cao hơn, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú và Tây Ninh phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C, bầu không khí khá nóng. Sang đến khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long, mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ C. Dự báo nắng ráo sẽ còn kéo dài đến cuối tuần này. Tại thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp, ngày mai và ngày mốt mức nhiệt duy trì là 32 độ C, còn chủ nhật thì nóng hơn một chút, 33 độ C. Trời nắng giúp bà con thủ phủ trồng hoa nổi tiếng của miền Tây thuận lợi hơn trong việc chăm sóc hoa, cây kiểng, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Dịp này quý vị có thể ghé thăm làng hoa Sa Đéc để chọn những chậu hoa đẹp mang về trưng Tết sớm. Không khí rộn ràng cùng cảnh sắc rực rỡ nơi đây đang thu hút rất nhiều người đến thưởng hoa và chụp ảnh. Chuyển sang thời tiết tại thành phố đảo Phú Quốc, dự báo ngày mai từ sáng đến chiều trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ C. Nếu quý vị có kế hoạch đi chơi, du lịch tại đây thì hãy lưu ý các biện pháp chống nắng vì dự báo chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở mức 9, đây là mức có nguy cơ gây hại rất cao. Về thời tiết tại các vùng biển, dự báo ngày hôm nay, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang ít mưa, trời nắng, gió cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Với vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, trời ít mưa nhưng cảnh báo có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vài năm trở lại đây thì nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã vươn ra thị trường nghệ thuật thế giới bằng những tác phẩm vừa mang bản sắc Việt Nam, vừa bước cùng nhịp về mặt chuyên môn với thế giới. Và Tia Thủy Nguyễn là một trong những nghệ sĩ đã tạo được chỗ đứng của mình bằng các triển lãm cá nhân ở những trung tâm nghệ thuật uy tín tại Pháp. Cuối tuần vừa qua thì lần đầu tiên các tác phẩm của Tia Thủy Nguyễn đã đến được với công chúng Paris. Sau thành công ở các triển lãm tại Monaco và miền Nam Pháp với những tác phẩm được đánh giá là độc đáo và có dấu ấn riêng, Tia Thủy Nguyễn đã có cuộc triển lãm solo đầu tiên của mình tại Galerie Armin Rex, một gallery danh tiếng tại thủ đô Paris, nơi luôn tổ chức triển lãm của các họa sĩ đương đại Pháp và thế giới.
Anmin Rex là cháu gái của họa sĩ Mai Trung Thứ và kết hôn với cháu của họa sĩ Picasso. Chính sự kết hợp này đã là một phần đảm bảo cho độ khắt khe cũng như nhạy bén về thị trường của gallery. Tranh của cô ấy có mối liên hệ rất chặt chẽ đến truyền thống, từ nghệ thuật thêu đến chất liệu. Ý tưởng sử dụng tơ tằm, các vật liệu tạo ánh sáng, thẩm mỹ và hình thức thể hiện, liên tưởng đến bầu trời, tất cả tạo nên một bản sắc Việt Nam rất mạnh. Các tác phẩm của Thủy Nguyễn mang tới triển lãm lần này vẫn trung thành với những bước đi gần đây của Thủy, là tranh sơn dầu và tranh bằng các chất liệu của ngành may mặc, một địa hạn khác của nghệ sĩ. Nhưng đã có một bước tiến mới trong việc mở rộng chất liệu và đào sâu về đề tài. Tuy vẫn là bầu trời với tên gọi lấp lánh trong mênh mông, nhưng người ta đã thấy một Thủy khác mới hơn về chất liệu và cách thể hiện. Bản tính của một người sáng tạo thì không thể nào mà chịu được cái chỉ đào sâu mà không có cái mới. Mỗi một lần mà ra mắt một bộ sưu tập mới thì mình vẫn muốn là khán giả và bản thân mình nữa có một cái sự vượt qua, hoặc là có một cái sự wow, hoặc là có một cái sự chưa bao giờ được nhìn thấy. Đấy mới là sáng tạo. Sau triển lãm lần này, nghệ sĩ Thủy Nguyễn chính thức trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có sự hợp tác độc quyền với Anmin Rex. Sau Paris sẽ là New York và các cơ hội triển lãm khác. Sự xuất hiện và kết hợp giữa nghệ sĩ Thủy Nguyễn với Anmin Rex không chỉ đánh dấu một bước phát triển trong sự nghiệp của Thủy Nguyễn, mà đồng thời nó cũng ghi dấu lại sự năng động của các nghệ sĩ Việt Nam trong việc tiếp cận với thị trường nghệ thuật thế giới. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Việc nghệ sĩ Việt đưa sản phẩm nghệ thuật kết nối với khán giả quốc tế đã mở ra một cánh cửa mới cho sự phát triển và lan tỏa nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi cùng chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong miền Tây hôm nay lúc 11 giờ trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ.